Rồi, mời bạn ngồi. Mời bạn nữ. Trời ơi, xinh xắn dạ, không? Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, dạ. Chào em. Dạ. Ngồi, ngồi, ngồi đi tự nhiên. Dạ, em xin chào MC Nam Thư và khán giả. Em tên là Dương Văn Tiến. Em ở Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu á. Đất Đỏ hả? Dạ. Rồi. Ê, đồng hương em nè. Em nhiêu tuổi? Dạ, em 31 tuổi anh Linh. Em làm nghề gì? Dạ, với quê hương em là làm chuyên về nông nghiệp anh Linh. Nhà em được mấy công? Ở dưới em mày tính hecta không à, ở dưới em được một hecta năm á. Dạ, lại ở dưới kêu là mẫu rử anh Linh. Mẫu rử á. À, dạ. Mẫu rử tức là khoảng 15.000 m². Dạ đúng rồi anh. Đúng không ta? Dạ đúng. Chúc mừng em. Dạ. Anh ở đây có 200 m mà muốn chết luôn. Không mà giờ dễ làm anh Linh. Dễ không? Dễ làm. Nào giờ tặng anh công được không? Dạ được. Tặng cho chị Nam Thư công luôn. Trời ơi con. Ê hứa nha. Dạ. Hứa nha. Dạ. Đất Đỏ tôi biết à. Khoan nha, bây giờ mình khoan nói chuyện như này tặng ra, mình nghe bạn gái giới thiệu rồi mình tính tới cái vụ tặng tặng nè. Mời bạn. Dạ em xin chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh, chào anh trai bên kia cùng toàn thể dạ, tất cả quý vị. Anh chào em, dạ anh chào em. Dạ. Em tên là Ngô Thị Cẩm Thu ạ. Năm nay em 24 tuổi. À, hiện em đang là dược sĩ sống và làm việc tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Wow. À. Đồng hương hả chị? Đồng hương. Rồi đợi xíu để qua coi ai tặng đất nè. Đất Đỏ. Đất Đỏ đúng không? Dạ quê hương nhỏ thì 6 chị. Rồi đồng hương, giờ cho tôi cho nhiêu đây? Công không? Hơn công cũng được chị. Vậy là thiệt. Một chút là tặng vợ là nhiều hơn rồi nha. Dạ. Mình mai mối là người công rồi đúng không? Dạ. Méo tay có hứa nha. Có mai hứa mối mà. Là người công hả? Đợt này là xuống dưới công chứng luôn. Trời ơi, hay quá, sọt quá. Chị là chị kích kết em rồi đó. Dạ. Dụ mà nội vô chưa gì mà ập vô đưa cho hai MC hai công đất là thấy ngon. Tươi. Cô gái dược sĩ bên kia, cô có những ưu điểm, khuyết điểm gì? Em có những nhược điểm là nhiều khi là trong vài trường hợp thì em hay suy nghĩ cho người khác quá nhiều, dẫn đến là hay thiệt thòi về bản thân xí. Em khá là hoạt bát, thân thiện, vui vẻ, cho nên các cô, các bác ngoài chợ thì chấm em làm đối tượng cháu dâu, con dâu hơi nhiều. Nhưng mà thấy phụ huynh thôi, còn học sinh thì không thấy ai ra hết, cho nên mới ế tới giờ ạ. Dạ, với lại thì em có một cái tinh thần văn nghệ rất là khủng khiếp. Rồi, hát cái cho nó sung ra nào. Hát đi. Dạ, anh ơi, một hồi nữa em gặp bạn anh trai bên đó thì em hát một đoạn rap ngắn được không ạ? Được. À, rồi, khi nào kéo rào dạ, được rồi ạ. Nha. Còn bạn nam nè. Dạ, ưu điểm của em là không có hút thuốc, không có nhậu cờ bạc gì hết chị. Khuyết điểm của em là sợ đám đông á. Em có một cái ưu điểm rất tuyệt vời luôn. Dạ, cái gì anh Linh? Ga lăng. Mới gặp anh với Nam Thư tặng người công rồi đó. Rồi kêu đi công chứng nữa. Dạ. Chứ là em không biết hát nhưng mà em có sức khỏe tốt, em có thể hít đất rồi được á anh Linh. Tự động hít đất luôn hả? Dạ. Rồi làm liền được mấy chục cái liền em. Nam Thư muốn nhiêu? Thì mấy trăm cái đó hít. Ôi trời ơi. Một nè. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Thôi ngừng. Dạ ngừng. Để em làm tiếp thì chẳng được ạ. Tao khỏe mà. Đó giờ mình có trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ đó giờ em có 2 mối tình. Mối tình thứ nhất thì chia tay lâu, còn mối tình thứ hai thì mới chia tay được gần 2 năm chị. Nhỏ hơn em tới 12 tuổi chị. Trời ơi. Với lại bạn gái của em thì hay nghe lời mẹ đó. Với lúc quen em cũng có tặng quà nhiều cho bạn gái lắm. Ôi tặng quà hả? Dạ. Món quà giá trị nhất mình tặng cho bạn gái là nhiêu rồi? Đặng dạ nhiêu? Lúc đó em mua dây chuyền á chị, với chiếc nhẫn luôn là khoảng 15 triệu chị. Trời ơi dữ luôn ta. Trời ơi sợp ghê không? Ga lăng ghê không? Ga lăng mà. Rồi rồi chia tay xong có đòi lại? Dạ không, em không có đòi quà chị ơi. Ờ đúng, mình đàn ông là vậy, chia tay dạ. Không đòi quà. Hỏi xem bạn gái coi trải qua mấy mối tình rồi. À. Dạ em thì chưa có mối tình chính thức nào mà gọi là sâu đậm, mà chỉ có tìm hiểu nhau thì khoảng 1-2 tháng. Mà không hợp thì không quen nữa. Có nắm tay con trai lần nào chưa em gái? Dạ có ạ. À. Có hung lần nào chưa? Dạ có. Bây giờ nè. Anh này sốt sắng, nó có công đất là sốt sắng lắm. Dạ. Trời ơi trời Linh, em với anh tự nhiên lúc này. Bây giờ em muốn tìm mẫu bạn gái thế nào? Dạ mẫu bạn gái em thì hiền, với lại
có công ăn chuyện làm ổn định giống như em là được rồi. Mét 55 đổ lên là được anh. Ồ dễ, phụ nữ là từ 55 trở lên nhiều. Trời em không đủ tiêu chuẩn rồi anh ơi. Nhưng mà nghe tiếng em thì anh thấy cũng dễ thương, chắc em cũng ok ạ. Ok. Em không thích điều gì phụ nữ là lăng nhăng vậy thôi chứ thôi. Để anh qua anh hỏi coi. Ồ chào gái. Dễ thương chưa? Dễ thương nha. Xinh xắn. Này chắc nó gặp nó tặng hai công luôn á. Bây giờ em nghe anh đây nói em thấy sao? Dạ em thấy ảnh cũng khá là hiền, nhưng mà có một cái điểm là em cũng nghe rất là nghe lời ba mẹ, cho nên anh ráng làm sao lấy lòng được ba mẹ em là em chịu hết. Ba mẹ của em cũng như ba mẹ của anh, tại vì có ba mẹ của em mà mới có em nên anh sẽ quý trọng ba mẹ của em. Nó nghe dạ. Ba gặp mặt tặng hai công đất liền, hai dạ. Bác hai công hiểu không, hợp lý đúng không? Ê, nói hồi chắc nó tặng hết 1,5 luôn á. Không, cái đó là ruộng, còn mình làm rẫy có trồng mì nữa anh. Có trồng mì nữa hả? Dạ. Có mì nữa, mì là nhiêu mẫu? Mì của em là 3 mẫu lận. Trời ơi, đất còn nhiều, không sao không nhiều sao. Nhiều quá. Tặng anh thêm mẫu mì. Trời anh Linh, anh làm em cảm thấy anh mất mặt quá vậy anh Linh. Mất mặt quá, thấy đất sao nó lần gần mọi người. Anh Linh, anh có thấy em với bạn gái này có điểm gì chung không? Nút ruồi. À, trời ơi, nút ruồi này khó kiếm lắm nha. Đó giờ có ai có định kiến gì với nút ruồi của em chưa? Dạ có một bạn nam mà em tìm hiểu là bạn đó nói á, nếu mà cưới em về á là em phải xóa cái nút ruồi này. Ủa tại vì bạn đó sợ mọc lông mà. Nhưng mà 20 mấy năm trời của em không mọc thì mắc mớ gì là em lấy bạn đó về nó mọc mà bạn đó lại bắt em phá. Khoan, để hỏi bên đàn trai coi, em có quan tâm gì tới mục ruồi không? Dạ không. Nếu mục ruồi nó có nhiều sợi lông. Dạ con không sao anh. Lên dễ thương được không? Dễ thương được không? Dạ. Được rồi đó. Được, được. Rồi, bây giờ thí dụ bên đàn trai đồng ý thì khoảng bao lâu em cho bên đàn trai bước tới? Dạ nói chung là mình tìm hiểu hợp nhau thì em bao lâu cũng được. Bây giờ hỏi câu nữa nè, em ghét điều gì ở đàn ông? Em không thích sự vô tâm và không có tôn trọng bạn gái của mình á. Em có quan tâm chăm sóc phụ nữ không? Dạ em quan tâm mình số 1 luôn anh. Thấy chưa? Trời, em lo cho bạn gái từ ly từ tí luôn á. Được không? Dạ được. Về có chuyện sổ đỏ cho bạn gái không? Dạ chuyển luôn anh. Ê cưng. Dạ. Nãy giờ chị nói vô á nha, chứ nói dạ. Chủ công đất về công chứng là thiệt nha, đừng phải nói chơi. Ê, nha. Mai là ok. Chị với lại anh Linh và Dứng là có công chứng liền. Ok. Mai là nghỉ quay bạn mối họ đi công chứng trước đó. Rồi, hôm nay Thu đi với ai nè? Dạ em có đi với hai chị họ và hai người bạn thân của em ạ. Rồi, xin chào. Trời ơi, thấy không? Dạ em chào MC Quyền Linh, chào chị Nam Thư. Thì qua thông tin của hai bạn thì em thấy anh trai bên đây thì cũng khá là dễ thương. Tuy là hơi nhút nhát một tí, có đôi chút ngược lại với bé Thu, tính cách của bé Thu. Tại vì bé hướng ngoại, bé năng động thì em nghĩ là nó cũng sẽ có sự bù trừ qua lại. Thì nếu mà hai bạn mà cho nhau cơ hội để mình hẹn gặp nhau, tìm hiểu sâu chương trình này thì em nghĩ là nó sẽ khá tốt. Nhưng mà em thấy anh dễ thương không? Dạ, em thấy bạn trai đó hiền, rất là dễ thương. Theo em bấm nút không? Dạ, bấm nút đi Thu. Cảm ơn em. Em trai đi với ai? Dạ em đi với chị dâu em ạ. Em là chị dâu của Tiến. Chị thấy bạn này được đó Tiến. Còn em phần Thu á thì em khỏi phải lo đi. Chị là chị dâu của Tiến nè. Về làm dâu thì rất là ok luôn. Mẹ chồng chị là dễ số 1 luôn. Dạ, cảm ơn chị ạ. Cảm ơn em. Rồi, như vậy là hai bên cũng có ý kiến khá tốt nha. Dạ. Bây giờ hai đứa gặp mặt cái coi. Mở rào. Rồi, bắt đầu đi em. Chào anh. Món quà tặng cho em. Dạ, em cũng có món quà tặng cho. Khoan, cái này. Cái này em có tặng cho chị Nam Thư với lại anh Quyền Linh. Anh Linh. Hai ngày gì anh vậy trời? Tốt dạ, quá rồi bạn. Ôi, cảm ơn Linh. Trời ơi, anh Linh ơi. Dạ, cái này em tặng cho anh Linh. Dạ, trong đây là bộ tượng Tứ Không. Nó có ý nghĩa là mình không nghe, không thấy, không nhìn với lại không làm những cái điều mà trái quấy trong cuộc sống á. Em mong mọi người thì tâm luôn an yên trong cuộc sống á, Sobo này. Hay quá. Dễ thương quá. Cảm ơn em nhiều nha. Này để cất vô công đất kia. Dạ anh thấy xem sao ạ? Anh thấy em xinh, dễ thương. Dạ anh có mấy người anh ha? Nhà anh thì có hai anh em. Anh là nhỏ còn anh trai anh nữa. Em thì cũng có một anh, em là Út. Hôm nay mình gặp cũng như là cái duyên rồi, anh hy vọng là dạ. Mình sẽ bấm nút với nhau cho nhau cơ hội. Chưa gì vậy? Hỏi nhau à, quên nữa hồi nãy em có nói là sẽ tặng anh một bài rap ngắn. 3 giờ em còn chưa ngủ,
tương tư về anh biết bao nhiêu là cho đủ. Chẳng với người âm phủ ngày ngủ đêm bay, nhưng mà giờ lúc nào em cũng như là người đang trên mây. Tóc anh là suối, mắt anh là hồ, nụ cười anh là nắng để cho lòng này ngẩn ngơ. Chẳng phải là sân diệu em cũng biết làm thơ, vì giờ trong đầu em đang thương với nhớ. Đi cùng với anh trên một đoạn đường dài, chỉ mong một lần nắm tay dù là đi đến sáng mai. Chuyện em nói đâu phải ngày một, ngày hai, nếu như anh gật đầu mình bên nhau đến mãi mãi. Cuộc đời em đã từng là bản nhạc buồn, chỉ để anh remix là em sẽ lên luôn. Từ ngày gặp anh em lại thấy bay bổng, chẳng còn thấy chật chội, chẳng còn dập khuôn. Lại đây em nói nhỏ, anh làm cái gì cũng để em phải nói ỏ. Mặt thì ngáo ngáo, điệu cười thì ngơ ngơ, suốt ngày nói lên tiếng vớ vẩn cũng để em đem về nhà ôm mơ. Chuyện trò với anh cả đêm đến sáng, chẳng cần một giọt cà phê. Không cần không cỏ, không men, không rượu, nhưng mà anh vẫn cứ làm em mê. Anh có yêu bản thân mình không? Nếu có làm tình địch với em nhé. Nhà anh có bán rượu không? Mà sao nói chuyện với anh em say quá. Dừng lại nhanh, cười thêm cái nữa làm tim đứt phanh. Nhà anh có sao anh không ở mà lại di chuyển vào tim em. Anh có thấy cuộc đời mình nhàm chán khi cứ hoài lặp đi lặp lại. Vậy thì đến đây với em đi, chứ sao cứ còn hoài tìm ai. Vòng tay em không quá lớn, chân cũng chẳng được quá dài. Nhưng mà để ôm anh hay chỉ đến với anh thì việc gì với em cũng không ngại. Anh xin hết ạ. Rồi, cái điều này là em nghĩ không những một công đất mà mấy mẫu đất là đi hết sạch. Sao không dài xuất sắc cho bạn nữ. Xuất sắc. Em trai cảm nhận thế nào em trai? Ngoài sức tưởng tượng em ạ. Cho mấy công đất? Chắc phải cả mẫu luôn quá. Ê, ê. Dạ. Anh hỏi, bây giờ em gặp ai cũng cho đất, nhưng mà đất là ai đứng tên vậy? Dạ em đứng tên. Thiệt không? Dạ, ừ, tại vì hồi đó em có làm, em mua thêm mớ nên em đứng tên. Trời ơi, đứng tên chắc quá. Anh rồi. Em có 1m5 à? Không, không sao à. Em dễ thương mà. Dạ, dễ thương mà là hai đứa mình hả? Mà vậy là vừa rồi, sinh con ra vừa. Trời em phải chuẩn bị cho đám cưới rồi. Tinh thần với lại vốn liếng cho đám cưới rồi. Còn hết luôn rồi hả? Dạ, bạn gái ok là chỉ về cưới thôi. Trời ơi, rồi em nghĩ sao về chuyện làm dâu hả bé Thu? Dạ, em thì dễ lắm chị, tại vì em khá là được lòng những người lớn tuổi á. Ừ. Cho nên là chị làm dâu với em thì em nghĩ là khá là dễ. Với lại nhà em thì không có làm dâu chị ơi. Mẹ em thì phụ chị, em bán suốt ngày à. Nên mình cưới nhau coi như là ở không có làm dâu à. Nói chung là đây rất là thuận lợi đó. Bây giờ mình chốt lại đi, mình nói gì đó nè. Mình nói đây trước khi mà mình quyết định tới cái ghế bấm nút nè. Rồi nếu mà cả thế giới này quay lưng với em thì anh sẽ quay lưng với cả thế giới đi yêu em. Thấy chưa anh Linh? Nói câu tôi muốn xỉu luôn rồi. Vậy là quá dữ luôn rồi đó. Mình sẽ để tay vào nút bấm. Chúng ta hãy trung thực với cảm xúc của mình. Nếu mình cảm thấy người đó làm cho mình thật sự rung động, đó là một nửa của mình, thì các bạn hãy bấm nút. Còn không, không sao cả. Đừng tự lừa dối con tim của mình. Suy nghĩ cho thật kỹ, đừng có mờ mắt gì đất nha. Nói gì nói, tình yêu phải là từ trái tim. Tình yêu không phải vì tủ thuốc nha. Dạ. Phải suy nghĩ thật kỹ, bây giờ mình có thể nói vui, nhưng đã đến lúc chúng ta nhắm mắt lại kiểm tra xem con tim mình có rung động hay không. Nào, chuẩn bị 3 2 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi. Đây, mời bé, cô bé nè. Nắm tay nhau đi nào. Nắm tay nè. Bạn Thu đã cho em cơ hội, em hứa với mọi người là em sẽ chăm chút bạn ấy đến trọn đời ạ. Không làm bạn ấy khổ, không làm bạn ấy khóc vậy em. Hay quá, này nó có duyên ghê ta. Rồi, Thu. Không, xin rồi. Thu cho anh Thu một cái nha. Dạ. Dạ đó trời. Dạ rồi ạ, mời anh bắt đầu ạ. Anh anh Nguyễn Đức Tiến, năm nay 40 tuổi. Anh quê quán ở Mỹ. Anh đang làm kỹ sư về điện thoại rồi á. Mà tại vì hết hợp đồng rồi, bắt đầu về đây thấy bất động sản ở bên Việt Nam đang ok. Anh thử về đây thử coi sao. Rồi sẵn anh thấy ở Facebook á, có chương trình này thấy nó vui vui, nó có lý thú. Anh thử anh tới đây anh tham dự. Dạ, anh là sinh ra ở bên Mỹ hả? Anh sinh ở Sài Gòn. Biết ở đây đường Vũ Khánh á.
Lương Dũng Khánh bên quận nhất, chỗ bệnh viện Từ Dũ đúng không? Dạ. Rồi. Sinh ra ở Sài Gòn, xong rồi sang theo gia đình sang bên Mỹ định cư. Dạ. Rồi anh về Việt Nam được bao lâu rồi anh? Về tuần này tuần thứ hai. Là bây giờ là ở Việt Nam để kinh doanh bất động sản. Dạ vâng. Dạ. Ở bên Mỹ là anh ở bên ở đâu ở Cali hay là ở đâu ạ? Anh ở địa bàn Texas. Texas. Là anh có dự định về Mỹ lại không? Anh về đây là chắc ở hơi lâu thôi, tại vì anh đang vô quốc tịch Việt Nam là anh có xong tịch luôn, anh có tịch luôn. Thì nếu được mà lập gia đình ở đây thì tốt, tại thích anh thích ở Việt Nam ở Mỹ. Dạ. Nhưng mà gia đình anh ở bên đâu, bên Texas à? Đúng rồi. Được. Houston đâu anh hay là ở đâu? Anh ở Dallas. Dallas. Giống như ở miền Tây với Sài Gòn vậy, ở trên giữa. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của anh Tiến là có những cái gì ạ? Khuyết điểm hả em? Dạ, khuyết điểm rồi ưu điểm ạ. Ông có hiểu lắm mà, để khuyết điểm. Strong point của mình nói đi. Thì anh rất là confident, là anh muốn làm gì là anh phải làm cho nó xong, anh mới làm, còn không thôi là không ngủ được. Dạ, quyết đoán á. Dạ. Còn cái gì khuyết điểm à? Điểm yếu đúng không? Khuyết điểm yếu á là nóng lẹ lắm, nhưng mà cũng nhờ huệ nè. Nhanh nóng nhanh nguội. Dạ. Rồi anh có năng khiếu hay là tài lẻ gì không? Anh thì chơi đàn guitar chút đỉnh, piano muốn chống chút đỉnh vậy. Chống gì anh ha? Thì cứ chống vô. Cứ chống vô là đánh không? Rồi. Tình trường của anh thì sao ạ? Tình trường là sao? Là anh có bao nhiêu mối tình rồi, anh có bao nhiêu người yêu rồi? Anh một lần á là học ở high school đó bển. Dạ. Là cũng bạn mà chưa đi tới đám cưới vậy đó. Lần thứ hai thì cũng quen cách đây cũng 4 năm. Dạ. Cũng không tới đâu hết. Thì thấy chắc không có duyên ở bên Mỹ, anh thử về Việt Nam cho coi sao. Là mình chưa từng lập gia đình thì sao anh? Dạ, chưa từng. Là quen 4 năm mà cái lý do vì sao mà mình dừng lại? Thì không biết sao, chắc không có duyên hay sao. Hai bên cũng thấy tiến tới xa nữa mà thôi. Mình, gặp nhau là hay có xích mích hay có mâu thuẫn hả? Hay là bất đồng quan điểm hả? Chắc đủ cái chuyện hết. Dạ. Nó thành thử ra thấy nó kéo dài. Bạn gái là người Việt hay là người Mỹ hay? Người Việt. Người Việt thôi. Mà thời gian về Việt Nam thì anh có tìm hiểu ai khác không? Anh mới về tầng này tầng thứ hai em. Như là có duyên với chương trình á. Việt Nam bây giờ là anh biết trên Facebook anh thấy đúng không? Đúng rồi, dạ. Thấy rồi, coi cũng nhiều cái show, thấy nó vui vui, thấy nó interesting. Thành thử là anh sai lắm. Thế là anh muốn tìm một mẫu người như thế nào? Thì chắc bạn gái cỡ 30 đổ lại. Dạ. Thì cao cỡ 1m53 tới 1m60, nặng chắc cỡ 49 tới 53kg. Xăm mình ok nhưng mà đừng có xăm nhiều quá. Dạ. Một cái hai cái được rồi, đừng có xăm hết rồi hai con mắt thấy dơ lắm. Rồi nãy giờ mới tìm được anh có thích hình xăm. Ok hình xăm. Không hút thuốc. Mình không hút thuốc là được. Không hút thuốc mà hút chơi cái này được không anh? Không luôn. Không hả? Rồi không liên quan gì tới khói chứ gì hết. Rồi còn về cô gái này là coi như là cũng là độc thân luôn hay như thế nào ạ? Thì sao cũng được á, đừng có bây giờ có con qua là được rồi. Đừng bây giờ mà đã chút chứ như gọi là single mom hay là đã lập gia đình qua. Tức là còn độc thân giống anh? Dạ vâng. Chưa từng lên xe hoa lần nào? Rồi còn gì nữa không anh? Còn yêu cầu gì đặc biệt về cái cô gái này nữa không anh? Thì giống như anh đã mô tả trên giấy tờ thì không biết mô tả sao mà từ từ giống như ca sĩ Mỹ Tâm cũng thích nghe cậu hay là Như Quỳnh vậy. Dạ rồi, giống Mỹ Tâm ha.
Cái này là mơ nha. Điều bị thô rồi đó. Rồi, có điều gì anh không thích ở bạn gái không ạ? Thì nãy anh nói là không thích hút thuốc. Dạ, xăm mình ok, nhưng mà đừng có xăm nhiều quá. Dạ. Uống cũng ok luôn, mà đừng có uống xong rồi nằm bậy ra ngoài đường là không được. Uống social life đó. Anh đang ở bên quận 7 hả? Dạ, anh đang ở bên căn hộ quận 7. Dạ, là căn hộ của anh mua luôn đúng không? Dạ. Còn họ hàng của anh ở đây thì sao ạ? Thì họ hàng ở quận 6 với quận Gò Vấp. Tức là ở họ hàng ở Việt Nam vẫn còn đúng không? Dạ vâng. Đào Ký là căn hộ chung cư đúng không anh? Ở Hưng Thịnh á. À, nó mới vừa bàn giao, tháng 9 này mới bắt đầu nhận nhà. Đúng rồi. À, là anh có một căn trong đó rồi. Ồ. Hình như là vừa bàn. Đúng rồi, mới vừa giao nhà. Đúng rồi. Ở chỗ chân cầu Phú Mỹ đúng không? Đúng rồi, phía chân cầu Phú Mỹ xuống. Yeah, chỗ Riverside, cạnh cái River thì đấy đúng không? Anh nhìn ra cái sông Đồng Nai. Bảy Riverside, đúng rồi. Nó gần mấy cái divot á, gần cái cạnh. Yeah. Rồi, ok. Còn hỏi thêm gì anh Tiến nữa không? Dạ rồi, nói chung là cảm ơn anh Tiến ha. Thì sau cái buổi này thì chương trình sẽ có lọc tất cả hồ sơ của các cô gái luôn. Và nếu mà có cô gái nào phù hợp, chương trình sẽ thông báo sớm cho anh để mình sắp xếp mình tham gia. Và cái lịch ghi hình sớm nhất của tụi em á là trong tháng 9 này, tụi em sẽ ghi hình là ngày 20-21 tháng 9. Đó là lịch sớm nhất, tại vì tháng nào tụi em cũng quay hết. Thì có người phù hợp là chương trình sẽ báo cho mình liền để mình sắp xếp giúp em ha. Dạ rồi, cảm ơn anh Tiến ạ. Mình xong rồi. Dạ, còn những thông tin về bản thân mình nhá. Quê quán, năm sinh, sống ở đâu, quê quán ở đâu. Điểm ảnh hưởng yếu của anh. À, anh cầm tay phải giúp em. Dạ, xin chào. Tôi tên là Nguyễn Hường. Sinh năm nhiều quá không định. Hiện tại đang làm việc ở quận 4. Đang ngồi hợp quá sao anh Hường? Dạ. Tự tin thoải mái lên. Dạ. Anh là Nguyễn Văn Hường đúng không? Đúng rồi. Ừ. Rồi anh Hường yêu màu hồng, thích màu tím không? Rồi là anh làm cụ thể công việc giao hàng, mình làm giao hàng gì anh? Dạ, em giao ga. Rồi. Tại vì mọi người nghe mình nói thì mình sẽ nghe. Rồi anh Hường cứ tự tin chia sẻ về bản thân của mình ha. Ở đây là mình chỉ là cái phần đầu của mình là tìm hiểu làm quen nhau thôi để mình thể hiện cái sự tự tin. Rồi anh Hường chia sẻ về bản thân mình, rồi tính cách của mình như thế nào nè. Thì em nghĩ tiếp nối, nhưng mà em làm việc được chắc chắn, một việc không có đâu. Nói chung là cũng hai mình khỏi. Em học hỏi. Có điểm yếu gì không? Em biết nói. Ít nói hả? Dạ. Rồi đi tán gái, em biết tán gái sao không? Trời ơi, em muốn thế. Rồi, vậy hả? Rồi lên sân khấu là phải thể hiện cái sự tự tin chủ động của mình nữa nha. Dạ. Thì Hường đang sống với ai ở bên quận 4? Mình ạ, ở dưới ông chủ á. Ở nhà ông chủ luôn hả? Rồi còn gia đình là ngoài Bình Định hả? Dạ. Vào đây lâu chưa? Dạ, 16 năm rồi. À, mới vào 6 năm thôi hả? 16 năm. 16 năm. Trước giờ đã lập gia đình bao giờ chưa? Được chưa. Thế được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ một. Một mối tình rồi, dạ. Kéo dài bao lâu rồi sao chia tay này? Được hơn năm. Ừ. Thì quê bạn ở miền Tây á. Ừ. Xong rồi ba mẹ nó không cho lấy xa. Ừ. Lấy gần không? Xong rồi nó chia đâu. Thế là bạn gái ở miền Tây nhưng mà sống trên Sài Gòn hay là sống ở miền Tây? Chắc là Sài Gòn. Mà bây giờ ở chồng rồi. Giờ lấy chồng rồi hả? Dạ. Rồi ấy bao lâu rồi? 35 năm. Hả? 35 năm rồi. 35 năm rồi hả? Rồi muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Thì bình thường là cứ giống như nói chung là biết những chăm sóc gia đình được không? Sắp gia đình rồi. Ngoại hình, tính cách, tuổi tác thì sao này? Tuổi thì tầm 30 lại. Mà bằng tuổi và cơ tuổi được không? Không, bằng được hơn. Ừ.
Rồi còn yêu cầu gì đặc biệt không? Có điểm gì không thích ở người bạn gái không? Ngoại hình có yêu cầu đặc biệt gì không? Không, bình thường thôi. Bình thường thế hả? Quê Tây Sơn hả? Là võ giỏi lắm đấy đúng không? Bình thường. Em cũng đã học võ. Hả? Cũng học võ. Không học võ hả? Dạ. Em có năng khiếu gì không? Dạ có mà hát. Rồi hát. Rồi hát luôn. Trời ơi, làm liền chứ. Rồi hát nè. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ đưa mây kết thành lâu hạt. Không nhớ. Về học thuộc với rồi khi nào ghi hình hát tặng cho bạn gái nha. Dạ. Anh không thích điểm gì ở bạn gái? Thì không thích nhiều quan hệ cũng nhận. Có gì đâu? Dạ không. Rồi bạn gái xăm hình rồi xăm tay được không? Tóc được không? Còn có xăm hình. Đúng rồi. Xăm chỗ kín được không? Xăm nhỏ nhỏ chỗ kín thôi được không? Không luôn. Không luôn hả? Xăm hình nhỏ cũng được hả? Không bắt cận được. Không bắt cận hả? Rồi. Lý do sao không thích những cô bắt cận? Được, em là cũng nhân mà, được nhiều quê nó khó. Trời ơi, người ta cận rồi đó, phải nông dân hay là gì? Trời ơi. Không, tại vì nông dân người ta cũng cận được mà. Đúng rồi, bây giờ mình cứ ra cho mình chỉ chắc nhau nhiều quê không? Nhưng mà người ta cận thì đâu liên quan gì đến việc ở quê hay không ở quê. Vậy chứ quê nó hay người ta không thích vậy. Ủa hả? Trời ơi. À, ở ngoài quê là không thích những cô gái cận hả? Trời ơi. Nhưng mà cận bây giờ là người ta có thể mổ bắt đồ này kia được mà. Không lưu tính luôn nè đó. Không cận là tối ngủ rồi nó đem kiến mà. Ừ. Tối ngủ cỡ kiến là được rồi. Mắt cận là chịu hết mà. Ừ. Tưởng cái gì chứ, ví dụ như hình xăm thì không xóa được chứ còn mắc cận đeo kính thì đơn giản mà. Nhuộm tóc được không? Cũng được, tự nhiên bây giờ hình thảo giờ được cái màu giống cái màu áo mà thường đang mặc được không? Được. Được luôn hả? Trời ơi. Vậy là hình xăm không được thôi đúng không? Ừ. Rồi chiều cao thì sao? Mà bạn gái là ưu tiên ở dưới quê cùng tỉnh càng tốt. Ưu tiên thôi ha. Dạ. Cùng tỉnh càng tốt. Cùng tỉnh tương lai lại về ngoài quê hả hay là sống ở trong này? Tương lai là về quê. Dạ. Rồi tiết kiệm được vốn để về quê xây nhà chưa? Có. Rồi. Ok. Cảm ơn. Tìm cho bạn gái cùng quê rồi đây để bấm nút liền nha. Dạ. Cảm ơn anh Hường ha, nhưng mà là phải tự tin hơn nữa. Dạ. Chứ vậy là nhát quá, lên sân khấu là ngồi là không nói được gì là không được đâu. Dạ. Nha, cho nên là phải cố gắng lên. Nha, cố gắng mới có được vợ đó. Rồi, ok, cảm ơn anh Hường đã thông tin của chương trình ha.